Nguyện đồng lời ngài ngài đi tàn bộ Bà La Mết Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Bà La Mết Bình Dương nha. Hello anh Minh. Hello. Wow. Sáng nay anh Minh anh cúng trái cây quá à, trời. Trái cây của chị gì? Chị gì anh? Chị ở Cà Lai Tiền Giang. À vậy Cà Lai Tiền Giang. Đơn giản hả? Em cầm anh bưng lên, không anh bưng lên nè, để em bưng cho. Làm cho tan bộ chúng trời rồng vâng vâng chim ngưỡng lễ này ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước. Dạ con chào bà. Tôi chỉ cùng niềm thật tất cả thôi. Dạ. Đi dạ. Anh Phương anh đang tháo hoa. Hôm nay thì rất là đông các cô chú anh chị đến viếng mộ của cậu Năm ha. Hello Ốc Tiêu. Hôm nay thì có cái rạp cái ngày mát ghê hả Ốc Tiêu? Dạ mát. Rạp này được mang vô hình nào vậy anh? Mới sáng là Ốc Tiêu rồi. Xanh cá rồi. Ồ, cái này của ai ha? Bà làm mới thấy chú bán cá chú đến mà không biết là của ai. Chào chú, lâu lắm mà mới gặp chú. Cái này của ai chú? Nhịp sống niêu có luôn. Đi đường vô đây nè chú. Chú chạy qua bên kia luôn chú. Dạ cảm ơn các anh nha. Dạ cảm ơn các cô, các chị. 15X Bình Dương. 15X Bình Dương. Chu ban ca qua cầu mà te. Chu ban ếch ở lại làm chi? Hôm nay gặp chu ban cá. Cái chú ếch ở lại quay phim. Chu ban ếch ở lại quay phim. Giờ mấy giờ? Còn khoảng 15 phút 10 phút nữa. Đi. Bữa mình thả thấy bé đi lỡ xe nó vô, thấy bé đi tại lát nó xe ô tô đây, chùa Pháp Hoa. Anh nhiều sao anh bận rộn quá. Cái này cá trê không hả chú? Cá trê không à. Hôm nay là cá trê là nhiều, cá trê là chủ yếu. À, toàn cảnh sáng nay ha. Cô ơi, nay cô khỏe chưa?
Dạ con đây. Đây cô khỏe nhiều à ha. Hôm bữa đó hên đó, tặng cô cho cái giờ có mua thuốc. Dạ. Mua hai hộp thuốc, chân cô đang khỏe luôn. Này cô đi khỏe rồi. À, dạ. Chân hết đau rồi đó. Dạ. Giờ cô đi bán nhiều. Dạ. Mấy cô bên đó gửi tiền. Dạ. Rồi thôi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nữa nha. Dạ để cô bán được nhiều với số. Nay cô cũng rảnh là cô ở đây đây. Dạ. 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 À, hôm nay mấy anh YouTuber rất là đông ha, đến mộ của cậu Năm để trực tiếp ghi hình chia sẻ cho bà con cô bác. Đúng rồi, chửi cũng chửi, cũng bỏ trốn rồi. Các quý vị về dùng chung luôn. Ôi, cái gì trái cây nãy dưới bàn mà sao giờ lên trên đó? Lên đây cho nó gọn. Đúng rồi, lên đó nhìn gọn đẹp hơn á. Nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn. Trái hồng á anh. Tiền Giang. Trái hồng. Tiền Giang. Duy Minh cũng dùng trái cây. Anh biết tên gì chưa? Chú bán cá qua cầu mà té. Chú bán cá bất ngờ đó. Đúng vậy. Rất là nhiều kinh. Ủa làm xấu tại đây. Nó bỏ đi trốn rồi. Đúng rồi. Dạ nó trốn qua cam rồi. À, nhưng chắc chắn là em sẽ đích thân em gửi cho em qua cam. Lâu nữa về nha. Đâu? Chú anh chị mình cứ trái hồng hả? Trái hồng. Anh thấy cái trái hồng bao giờ chưa? Chưa. Anh mới thấy rồi đó. Qua giờ chưa biết luôn. Chưa biết trái hồng ha. Nhưng bữa nay là biết trái hồng rồi đó. Hôm nay sơm tụ quá ha. Hôm nay có cái rạp cái quá chờ anh em YouTuber đến ghi hình luôn. Đúng rồi. Đó thì một lát nữa là sẽ cúng lớn cho cậu ha. Chắc có lẽ là tầm 10:30 thì bên phía hoa viên họ sẽ tiếp tục chuẩn bị. Đây em phụ anh cả nha. Nè, gì anh phụ? Em phụ anh lôi những cái kênh dơ, những cái kênh bẩn mà nó hay núp lùm ở trong mộ cậu Năm này gì chứ. Còn những kênh nào mà trốn đi nước ngoài thì anh sẽ qua bên cam, tụi nó qua cam rồi. Anh lo được luôn à? Anh lo được luôn. Anh qua cam anh lo tụi nó về nha. Dạ. Quá dữ. Cô bán ca chú ơi, chú có mấy con cá này là được mấy tháng hả chú? Dạ. Còn cá khó. Này là cá của chị nghe hỏi được mấy tháng sao chú biết được? Bán cô đặt á, cô đặt ha. Dạ. Ô, cái con này vui nè. Cái con này ngày xưa nó là cái trend á. Chắc cũng mấy trăm á. Đó. Con này con lóc lác. Chú xì tin đó ha. Cái con lóc lác dễ thương kìa. Đi tới đâu lắc tới đó. Uống sướng quá à. Mẹ gãi mày. Ờ sốt quá chứ. Anh gọi về mạnh nó sốt. Nè, chú dán keo lên nè. Trời đất ơi. Chơi nhưng mà chơi nhẹ nhẹ thôi chứ anh chơi kiểu đó chắc rớt cái con của ta xuống luôn quá trời. À, anh đã lạc xe, lạc xe, lạc xe. Trời ơi. Rất là nhiều nha.
cái này cỡ tầm cỡ từ 200 mấy ngàn con anh, hơn 200 con một bịch là mấy ngàn con á. Bây giờ chuẩn bị chút xíu đi thả nha chú. Dạ, bây giờ chút xíu đi thả để cho vô trình trình chú. Chống cộng này là mấy ngàn con chú? À, bữa nay là con kêu đốt nửa cây nhang. Đốt nửa cây nhang thì mình mới hả? Này là trên 1.000 sinh mạng con cá nghe cái gì? Đó thì đây là cái công tác chuẩn bị thả cá phóng sanh. Một lát nữa thì sẽ chuẩn bị sẽ cúng lớn cho cậu, cúng 2 mâm chay. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.